Và khi mà ngôn từ và tất cả những gì mà thuộc về nghệ thuật nó đã im hơi lặng tiếng rồi, nó không thể nào lên được nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiết mục cuối cùng, là tài năng của các chiến sĩ BC65 đại đội 3 sẽ trình diễn một tiết mục rất đặc biệt. Chúng ta hãy giấu kín để xem nó là gì nha, và chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ. Xin mời. Ở đây có mấy bạn nào biết beatbox chưa? Beatbox là một môn nghệ thuật mô phỏng âm thanh bằng nhạc như tiếng trống, tiếng ai hát, tiếng nè. Sau đây là bài cơ bản. Chúng tôi tự nhiên phát hiện ra là chúng ta cần phải có một cái tiết mục này để nói giọng tay lớn mà.